Cho anh hỏi là suất câu ở đây mình bao nhiêu tiền một suất em nhỉ? Dạ, hồi này là hồ rô phi. Bảng giá hồ rô phi một suất 5 tiếng là 500, móm là 250, 10 tiếng 2K là 700, móm 400 anh. Món được giảm giá nữa hả? Mà bình thường em thấy anh đi câu chấm đen mà, sao hôm nay anh lại câu rô phi? Cá chấm trắng nè, cá chấm đen này, cá rô phi anh câu tất luôn, cá 4-5 kg anh cũng câu luôn mà. Trời, mấy cá nhầm gì? Thế thì anh qua bắt giùm em với con cá bự bự bên hồ rô phi nhà em nhé. Đi câu thôi anh em ạ. Được cái này gặp cô chủ dễ thương đấy, hy vọng không móm. Mày hả? Con đầu tiên. Ê! Chống móm. Một cái phi đầu tiên. Ra giọng. Hôm nay thời tiết ở Lâm Đồng sáng rất là lạnh luôn. Con nào mót được con đó chứ nó ở trên mặt không à. Chưa xuống đáy nha anh em nhé. Mày hả? Mày hả? Ê! Thứ hai. Chép chép. Một con rô, một con chép. Rồi. Vẫn còn. Số không mất của. Đó cái gì của mình. Của mình. Hôm nay hai anh em vào sớm. Bắt đầu mấy anh em đang vào sau kìa. Đó bên kia có một người. Bên kia có một người. Mày hả? Hay quá ai đồ ơi. Phi 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 phi. Ê. Con này phi cái em ạ, nó tròn tròn. Ở đây buổi sáng thì váng khá là nhiều. Nhịp phao nó rất là kiểu như là váng bám vào nhẹ nhẹ. Mày hả? Phi. Chép à? À. Phi phi. À, ngược ngược, không có thấy gì luôn. Phi phi phi. Ê, phi bự. Vô. Con này phi được em ạ. À. Nó dài mà nó ốm. Ừ. Mày hả? Con ấy. Ôi trời. Ý quá. Hồ phao đẹp quá. Bộ phao phi yến sắc màu. Hôm nay thì hồ này chuyên cá phi. Nên là mình sẽ sử dụng cây phao phi yến sắc màu số 1. Cái thân phao nhỏ, cái tăm nhỏ và sáng. Đối với câu cá phi thì cái nhịp phao rất là quan trọng luôn. Nhấp nhẹ cái là anh em chúng ta sẽ phát hiện được cái tín hiệu chúng ta đóng sẽ ok hơn. Trục thì mình đánh 1.2. Thẻo 0.8, mình sẽ đánh 0.8 trước, nếu mà chiều bắt đầu cá nó nhát nhát rồi. Mình sẽ sử dụng 0.6 và 0.4. Okay. Hôm nay ngồi hướng đúng chính đông luôn. Sáng mặt trời nó soi thẳng vào mặt luôn. Khó nhìn phao vô cùng luôn. Mày! Gì đây? Nhẹ nhàng thôi, tình cổng thôi. Và cá quý lắm. Rồi, vô vào. Đi. Mày à? Mày hả? Vừa đặt cái với ly cà phê cái nó chơi luôn. Ý. Mặc võng hả mày? Ô, quay đi cái. Quay lại mất cái phao luôn. Đóng phao dưng ngốc phi. Vừa quay cái. Ủa cái phao rồi. Hứ cái dính. Nắng quá. Mồi nó khô luôn. Mày hả? Ui. Mày hả? Mày hả? Mày hả? Chạy đi. Ui. Cá giờ nó quý lắm. Mặc võng. Yo, chạy em. Mày hả? Úi giời, nhấp nhẹ hả mày? Nhấp nhẹ mình từng chạy với anh được hả? Đúng 12 giờ luôn. Yo, chắt mót từng con một. Mày hả? Mày hả? Úi, phi to, phi to, phi to. Dô vật. Đấy. Ôi trời ơi. Ô, mày đâu rồi? Mày hả? Chạy. Mày hả? Úi, đẹp quá em ơi. Tuyệt vời. Mày hả? Mày hả?
Cá gì to ra. Ê, chấm cỏ. Ui trời ơi, có chấm cỏ ở đây chạy. Từ hồ cà phê và chấm cỏ nó còn không tha cho tôi. Thôi, cứ vận vào anh đi cho nhiều cá cũng được. Cái này khoảng tầm cỡ 3 ký mấy. Đó. Mày nhấp với tao à mày. Mày chạy à mày. Mày chạy. Mày hả? Sẵn tô hả mày? Trôi này, chấm cỏ này, rô phi này, chép này, bốn đại cá à chú. Ở nhà đấy. Mày hả? Chạy hả mày? Vô. Rồi đẹp đấy. Mày hả? Rút nè. Anh đóng nhẹ nhàng lắm mà. Con được khỏe chứ. Ê đừng, đừng, đừng. Trời cha. Úi giời. Ôi ôi cái phi này to ăn khôn vãi trưởng luôn thật.